Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ làm video để nói về cách thay biến áp cho cái âm ly. Trên tay mình hiện tại đang là cái âm ly sử dụng 4 con sò. Lần trước mình đã tháo ra để cho các bạn xem rồi. Với chiếc âm ly này thì thay biến áp như thế nào để cho đủ công suất? Tại vì chiếc âm ly này hiện tại đã không có biến áp nữa rồi. Biến áp cũ của nó đã không còn, nên không còn thông số nữa. Sau khi mình quan sát thì mình nhìn thấy ba dây nguồn này. Theo kinh nghiệm của mình thì ba dây nguồn này sẽ là nguồn đôi có thông số vôn là 30V và 0V và 30V nguồn đôi. Ở cái dây nhỏ nhỏ này, tức là dây cấp cho mạch hiển thị, nó sẽ sử dụng nguồn 23V và nguồn 5V. Mình sẽ quay cái mặt hiển thị Tapno nháy theo nhạc cho các bạn xem đây. Vậy thì dùng biến áp bao nhiêu A và bao nhiêu vôn để đủ cho đủ công suất? Đối với mình, với những con sò sử dụng 4 con như thế này, mình sẽ sử dụng một biến áp 10A và thông số là 30V nguồn đôi. Ở đây là một cái biến áp mình đã mua có thông số là 10A, mình chơi cái 10A này cho 4 con sò kia cho nó khỏe. Cũng có tùy từng người, người ta nắp. Đối với mình thì mình chế như thế này. Mình thay cho nó một cái biến áp 10A. Đó, như vậy 10A này sẽ cung cấp sức mạnh cho 4 con sò kia để cho nó khỏe. Ở đây nó có dây 30V và dây 220. Bây giờ mình sẽ bắt đầu đồ nối vào cho nó. Và sau khi mình đã xác định ở đây là có 3 cọng dây nguồn đôi 30V, dây màu xanh này tức là 0V và hai cái dây màu đỏ kia là nguồn 30V, hai đầu dây. Cái dây xanh ở giữa chính là 0V và dây màu đỏ là 30V, cả hai dây đều là 30V. Mình sẽ nối vào cái cọng dây cấp nguồn cho cái mạch công suất kia. Và sau khi mình đã đấu nối xong dây nguồn cho cái mạch công suất kia, nguồn đôi 30V và một loại nguồn nữa là nguồn hiển thị cho Tapno, mình đã đấu nối xong. Ở đây mình sử dụng gen con nhiệt. Mình lấy bật lửa mình hơ để cho nó thắt vào. Dùng cái này rất chi là tiện các bạn ạ. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu tiến hành cắm vào mạch công suất. Sau đó là sẽ cắm nguồn điện test thử cho các bạn xem. Mình sẽ cắm luôn cả cái dây lấy tín hiệu mạch nháy theo nhạc vào cái bo công suất này. Sau đó là mình sẽ cuộn hết những cái dây và cho nó gọn gàng. Tiếp theo thì mình sẽ cắm nguồn điện vào và cho các bạn thấy. Ở góc bên kia các bạn nhìn thấy đã bóng đèn nguồn đã sáng. Mình sẽ quay cái mặt trước cho các bạn xem. Cái này mình đã bật công tắc sẵn rồi. Màn hình hiển thị Tapno đã sáng. Đèn nguồn đã lên bình thường. Chiếc âm ly này đã hoạt động bình thường và bây giờ công việc còn lại mình chỉ việc cấp âm thanh vào và nghe thôi. Cấp âm thanh vào nghe và test thử luôn. Sau đây mình sẽ tắt nguồn đi và cấp âm thanh vào. Bây giờ mình sẽ bắt đầu tiến hành cắm nguồn âm thanh vào và cắm cái loa vào. Bây giờ mình sẽ bật lên cho các bạn thấy. Các bạn thấy âm thanh nó đã phát. Hiện tại thì mình chỉ cắm mỗi một cái loa tivi thôi. Còn cái loa thùng kia mình cho đi mượn rồi. Do mình chỉ cắm mỗi cái loa toàn giải của tivi thôi, nên âm thanh nó tiếng trống nó chưa được chắc và trong trẻo cho lắm. Mình cắm như thế chỉ để test cái âm ly này thôi. Thank you.
chào tất cả các bạn. Vậy là mình đã đấu nối xong cái biến áp mới cho cái âm ni cùi bắp này. Cực kỳ là đơn giản. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nha.